gì sau khi nghỉ Tết khoảng 1 tháng đấy các bạn. Đó, và các bạn có chuẩn bị đồ chưa nè, chúng ta sắp nhập học rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu với các bạn nha. Đây, đầu tiên đi học thì mình phải đem cái gối các bạn. Đó, trong này có cái thảm bạc để mình ngủ. Đó, này, cái gối nha, gối mình để bịch nào rất đắt bịch đó. Bữa ngày cuối cùng nó để bịch nào cũng đắt hết bịch đó. Còn đúng không ạ? Hay là sách giáo khoa nha, lúc nào mình đi học thì giống như là nghỉ hè nghỉ Tết rồi là đều phải mang cả đống như thế này luôn, gãy tay luôn các bạn. Đây mà nè, bây giờ học online á nên là mình đem hết về các bạn. Đó, đây là tất cả tập sách mình nó bự. Không, sách là sách giáo khoa á là mình có bộ ở nhà, mình phải còn đem về, mình còn đem tập với một sách, một mấy cái sách đặc biệt thôi. Đó, nên trong này nặng. Của mình có cả sổ này nọ nữa. Nè. Rồi, và theo chúng ta sẽ qua cái cặp của mình nha, cái cặp của mình cũng nặng nữa. Cái chân để sách được ở đâu là để được. Nặng lắm luôn á. Đó, mình có treo theo cái này luôn nè. Chị treo luôn. Yeah, khách lên là cặp màu hồng nên là có con màu hồng nha. Mình là cặp vàng có con màu vàng. Rồi giờ mình sẽ mở ra thôi. Mình kẹp giữa hai cái này mình giật cái rồi gỡ. Các bạn ơi, mình không có cần mua cặp mới đâu. Nên là mình vẫn xài cặp cũ nha, cặp cũ rất là đẹp mới các bạn. Rồi, đây là cái cặp của mình. Đồ này nó muốn dạng ngoài luôn. Rồi, của mình đây, ô bên này thì mình có một cái chai rửa tay các bạn. Đó, đây, chai xài từ mới đến năm nay. Đó, để mình rửa tay luôn nha. Còn hai bên này của mình thì lúc đi học thì mình mới chuẩn bị nước, còn bây giờ không có chuẩn bị. Còn của mình sẽ lên đi là ta-da! Đây, các bạn có nhớ được mình đi nhà sách đâu mình mua cái này giống như sticker vậy đó để mình trang trí tập đó, rất là đẹp luôn ha mình. Rồi, ta-da! Đây chính là sổ để mình ghi chú những cái tiếng Anh hay cái gì khi đi học đó các bạn. Đó, còn năm nay đây chính là vở nháp. Đây chính là hộp màu nè, các bạn nhớ không, hộp màu ta-da! Rất là đẹp luôn. Có mấy cây thì nó mất luôn nên mình thay bằng mấy cái khác cũng được, có sao. Đó, miễn là tô màu được rồi. Còn trong giờ nó chơi thường mình hay bị rối bụng á thì mình sẽ dùng bánh nha. Hơi biếng. Còn đây là thích bộ thơ là đây, các bạn biết đây là vở gì không? Đây không phải là vở học đâu, đây là vở mình sáng tác chuyện thôi. Đây là vở dặn dò phán tiếng Việt. Ta-da! Cuốn này rất là đẹp, mình mua nhà sách Xuân Thu đó các bạn. Các bạn nhớ không? Đây, mình rất là thích cuốn này luôn, mình thích nhất luôn, mình sẽ ghi nhật ký. Hả? Đi học ghi nhật ký? Hả? Còn đây là bút màu nữa hả? Thì chỉ học bài của chị. Đặt em quên. Thôi, để. Ôi, mình hết rồi. Ôi, mẹ gì mình muốn học nào? Đây là cái cam ba nè, mình mua nhà sách Sao Mai. Còn đây là hộp bút, đây là sô của mình nha, mình rất là thích màu hồng. Trong một bút của mình thì có kéo, gom, bút mực, nói chung là nhiều bút. Trong này hết rồi, giờ tới năm thứ ba. Nhiều ngắn gì mình chỉ có năm thôi. Năm thứ ba của mình là có riêng mình đi để mà đi học. Đó, đi học ăn nhiều tiền vậy? 80.000. Hả hả? Chết là nhiều quá. Rồi còn mình đây là cuốn Harry Potter. Mình thì mình đi học mình cũng rất là thích đọc luôn. Đó, vậy là mình hết rồi các chị á. Rồi anh đặt cặp của mình nha. Không giữ đi. Giờ mình sẽ giữ sách trước đi. Đây là sách tiếng Anh quý lắm. Mình phải để trong cặp. Rồi một cái bìa móc tay để mấy cái bài vẽ nhưng mà không công hết trơn tại cặp mình cặp nhẩu á. Đây là cái để sách kiểm tra rồi. Phần nào kiểm tra các bạn nghe cái kiểm tra rồi. Sách sống này. Đây là giấy kiểm tra nè. Bởi vì chắc ngày nào cũng thế nào cũng gặp cái giấy này. Tôi chỉ ghi sẵn luôn. Đúng rồi, ghi sẵn lên tên lớp gì luôn. Còn đây là cái tập này là chắc là không phải tập nháp. Chắc là tập vẽ. Còn trong lớp á, nhiều khi làm bài xong rồi mình sẽ ngồi mình vẽ. Mình ngồi biết viết bài lạ gì đó, viết lum la. Đây là tập. Đó, ba cuốn này đẹp luôn các bạn. Này, y chang luôn. Này tập tiếng Anh. Rồi cũng có chuyện nữa. Khánh Linh đọc cuốn 1 rồi mình đọc cuốn 2 nha các bạn. Lúc mà cuốn 3 thì sắp hết rồi. Đó, mình sẽ còn lại cái cuốn cũ này bởi vì mình đã quên hết cuốn tất cả ghi hết vô trong này, xong rồi chỉ một cuốn này, xong cuốn này chưa ghi gì hết, mới ghi mấy cái tiếng Anh rồi nhưng quên hết là cuốn này, cuốn này. Đó, cô cuốn này đẹp, cuốn chuyện này như vậy. Wow, cuốn này mình rất là thích. Bây giờ tới hộp bút đi ha, cất vô của chị mà. Đây là cái hộp bút mà mình được cô tặng nè, bây giờ mình mới xài luôn. Wow, bút đẹp dễ sợ luôn, để đẹp xuất sắc luôn. Mẫu nè, đó vẫn là bút bình thường các bạn, nhiều quá. Cái này để thước, bộ thước gấp đôi. Cái này là trời ơi. Số lượng xanh, bút đỏ như nhiều chứ bút chị có một cây rồi. Chị có được chút không? Không được. Em cũng học vô kẻ không à. Ủa chị kéo đâu kìa. Đâu không kéo. Học kỹ thuật gì đâu mà kéo. Tại mình ở trường mình kéo nó cắt bánh kéo chứ sao. Nhưng thôi nó một người quá không em. Đây là cái lược. Đó. Nhưng mà không nhận tới. Cái gì vậy? Đây, đây là cái bút. Giải thư thường trường. Trời ơi, mày muốn nhà sách nào quên rồi. Sao mai. Đó, đi học bự quá không để vô học bút, bút bự mà con cái này bự hơn. Đây là trong này có cái khăn đựng mắt kính mình nè các bạn. Khăn bự hơn hộp. Đấy. Còn đây là khăn ba, nhưng hộp này mặc dù là đầu học kỳ 2 là mình xài cho môn địa lý nhưng mà chưa xài gì, nó sắp để mất tiêu. Sao giống em vậy? À, có đồ chuốt mà. Trời ơi, có đồ chuốt mà cũng nhớ nè. À đúng rồi, mình có một cái ngăn bí mật đâu rồi. Nè các bạn, ngăn này nè. Hình như trong này mình để một đống để mấy chuyện bằng cái chuyện. Gồm của chị. Em cho chị một cục rồi. Em nhớ dạ. Em cho chị cái gì cái rồi? Cục đó chị mua 5 cục một lần. Hả? Em lấy hết rồi, em có mua cục đó đâu. Em lấy có 2 cục hà, chỉ còn 3 cục chia xài đi. Ủa tiền mua các bạn cũng 6.000 á. Đây là cái đồng hồ, đeo vô tay lúc ngủ là nó ính cái dấu ở tay luôn nên để ra ngoài. Đây là cái túi. Cái túi này có thể gọi là túi cá nhân, chừng kết cái gương. Túi đó, này em nhớ. Vì cái gương chúng ta sẽ có cái cây này gọi là cây nặng mụn. Trên trường này nè, mở gương ra xong rồi lấy cái cây mà mình chạy. Đó. Đây là thuốc xịt mũi chưa? Xịt mũi đi. Cái nào mà vô bạn mình xịt cái này nó chạy các bạn. Gì hết đẻ lắm. Đây mày chạy đến răng, nhưng kem thì chưa có hết. Cả kem thì mất tiêu rồi, đem về mất tiêu. Đây là 2 cục kẹo ngậm. Đang 2 cục kẹo ngậm. Tại chiều ngủ dậy đi xuống miệng xong miệng mình cũng thơm. Thôi, cái túi á, mình ăn kẹo cho nó sẽ thơm các bạn. Ăn kẹo vô sao ra. À có này cái thuốc nữa. Panadol. Đó, tại vì mình hay say sẩm đó các bạn. Đây thùng. Mày là cái kẹo. Mỗi lần kẹp cái kẹp này là mình bị như đau tim vậy. Cái túi này hình như em nhớ là chị mình hay ngược, đó. Học may cái giờ chị lấy ra chị xài luôn. Thôi mình phải sử dụng được chứ mình may ngược các bạn thấy may được. 9 điểm. Ủa mà đây má. Đây là cái máy tính. Đó, sợ lỗi đó các bạn. Máy tính. Đây là cái tờ nốt để mình nốt cái bài những cái bài tập về nhà tại vì không xài ở trong giờ các bạn. Em thấy cái cặp của chị y như là cái túi thần kỳ luôn đó. Cứ cái nhỏ xíu là đây đóng được. Cái này là sổ nhưng đem các bạn làm chân các bạn chưa xài cái này đó. Nhưng mà có gì cũng sẽ xài chứ em ấy. Bạn nhà tôi. Ở đây rất là đẹp các bạn. Chắc chắn mình sẽ ghi công thức nhưng mà có bạc cũng không biết ghi công thức cho cuốn nào. Đây mất tiền. Trong này chết nhục nè. Em có chết 40.000 rồi, 80.000 gấp đôi mình hả? Đâu có, em có 100.000 nữa. Nè em 2 nè, 4, 6, 8 mới mình 45 thế này đó các bạn thiếu hội xuân nhưng mà hội xuân thủy nên mình sẽ đi trả phiếu thì sẽ được tiền này tới 80.000 rồi đúng 80.000 lần hơn 81 thêm 40 nữa là chấm mấy thôi mình hơn yeah, nhưng mà cái này hết rồi em đi học em đâu có xài đâu hết rồi cái này hết thiệt rồi. Ơ mình rất là thích đọc cái cuốn này luôn, đọc hoài luôn. Các bạn ơi, vậy là video Back to School của mình đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ like, share và nhớ đăng ký kênh Bao Minh Channel nhé. Để các bạn nhớ nhấn cái chuông nha. Bye bye. Bye bye quá. Tiền nhiều tiền.